Xin bên trong viên chị cô chú quay trở lại kênh Việt Phú. Nay em thì lại đi săn mấy con súc cỏ về nghe thì chơi thôi. Trước mặt thì em thấy có mấy con ăn cơ, ăn cơ thì Loa TV, sau có Infini Pro, Bluetooth, giá 31, 16, 50, 500, 3,5 triệu. À, khá là ăn cơ này thì nghe ngon đấy quý vị ạ. Ăn cơ này là một thương hiệu ở tên từ nước Anh. Anh nhưng mà lại sản xuất ở dòng bán cho thị trường của nước Nhật rất là nhiều. Mà đa số thì làm tại nhà máy ở Trung Quốc, nên mà xuất cho thị trường Nhật. Thì nó vẫn là hàng Nhật thôi, chứ không phải là hàng Trung Quốc. Đấy. Em cũng hay có những cái loa nhỏ cầm tay, có loa mini của Anker trên Amazon, hoặc trên các trang mạng ở Nhật người ta hay sell theo những cái đợt của ăn cơ người ta sell, em cũng hay mua, nói chung nghe cũng hay. Em đi đây có mấy con súp cỏ em quay cho quý vị anh chị của chú cùng tham khảo chơi. Ở đây một con S đờ nông DS với kép 33. Mấy con này cái căng nó rất là chặt luôn, không tháo ra được. Trước em có lấy một con đờ nông về nhà rồi. Súp rất là nhẹ gọn, cũng đẹp, đánh được. Con này bảo hành 3 tháng quý vị. Đường đồng cái DSW33 công suất là 60W. Nhập lực để em sẽ quay phía sau xem nó sản xuất ở đâu. Con này thì cũng nặng tầm 7-8 cân. Trước em cũng lấy cho anh Kiên Thái Bình một em tầm như thế này. Cũng lâu rồi. Kiên cũng hay chơi. Con này rất tiếc là nó Made in China. 37W 100V của đơn ông sản xuất tại China nha quý vị nhé. Không dù sao nó vẫn là hàng Nhật thôi, nó là của công ty đơn ông Nhật nhưng mà nhà máy thì tại China. Đây này là một em súp út Super Woofer System IATS-105. Thì em sẽ mua con này, nay em mua con này quý vị về để thay cái con đơn ông. Nhà có một anh khách quen của em, anh Đức ở trên Phú Xuyên Hà Nội có lợi lại. Còn đây nó rất là đẹp, nhẹ gọn, gửi chi phí nó thấp. Này, anh ấy để anh ấy ưng thì em để lại cho anh ấy rồi, em sẽ lấy con này về để thế vào cái con kia. Đấy, con này thì IST SVK105, con này có giá 2.500, chưa thuế, thuế vào 2.750, bát là 20. Đấy, tần số 20 đến 200. Con này sản xuất Indonesia, em coi rồi, em quay lại cho quý vị cùng xem. Đây, đây là cổng vào này, đây cổng ra này, hai kênh. Ở đây thì đây 100V 60W, như em 20 đi Indonesia cho quý vị nhé, hàng nguyên siêu ấy. Vậy hàng này thì không có hàng đã sửa chữa gì đâu. Nhiều anh hỏi là hàng sửa chữa gì không, hàng sửa chữa gì không, chứ lúc em quay em bảo luôn có người sửa chữa, người ta sẽ ghi đây luôn, nên là quý vị anh chị cứ yên tâm, hàng ở quán mà không phải là hàng ở bãi đâu. Nhiều anh bảo là ví dụ em có review hàng lên trên video ấy, thì nhiều anh cũng có bảo là gửi hàng về đây anh xem hàng ok thì anh thanh toán. Em trả lời luôn, em không chơi kiểu đáy vực. Ví dụ về ưng lên là không đợi anh có khó chịu gì trong người chẳng hạn, thì anh bảo con này người ta không ưng, nó không được đẹp, hoặc là không ưng ý mắt của anh, anh không trả tiền, thế cái cước vận chuyển của con này về nó gần 1 triệu bạc để đi hàng không. Vì nhiều anh cước nó không quá cao nên nhiều anh muốn nhận nhanh nhá, cước này hơn 1 triệu bạc thì chết em luôn. Một người như vậy, 10 người 10 triệu là chết em rồi. Và tiếp theo là một em ISDS-105, cũng như con bên này. Sao con này nó lại to hơn à? Nó bằng nhau chứ nhỉ? Bằng nhau nhưng con này đẹp hơn, màu vàng nó đẹp hơn quý vị, đẹp hơn nên là nó đắt hơn. Công suất thì 100W, điện trợ là 5 ohm, bát thì vẫn là 20. Hai con giống nhau này. Đấy, con đen đo vàng, vàng đẹp hơn, giá gấp đôi. Thế thì em là mút con đen rồi, đen cũng ngon mà giá thì rẻ, tội gì.
Em không mút đúng không ạ? Đây là một con cũng của Indonesia, y như con này luôn. Cũng là hai anh em không cùng cha khác mẹ luôn. SVK 105, công suất 100W. Khá chất. Được, nay em sẽ có một hàng này về chơi rồi. Bên này là một em đơn ông khác, DSVK 2L của viện. Cái này là một con súp giống như trước, hình như em có con như vậy. Con này chắc là bát 10 thôi, khoảng 3 tháng. Rất đơn ông cho trái nở hay ở đâu. Con này toàn chữ Nhật không à? Có Made in China, vẫn là nhà máy China thôi, và của công ty đơn ông Nhật Bản. À dạ, có dây đính kèm đấy luôn à. Dây này thì là in, in là từ âm ly ra đấy. Hôm nay thì nó một cái cọc này vào thôi, có điều chỉnh hai núm ở bên này nữa, ra thì một cái cọng này. Đấy, sản xuất năm 2004, rất là mới thôi, nhìn ngoài rất là đẹp quý vị nhé. Đấy, trên này thì có một em súp của gì đây, nó là nằm ngang Sony. Sao lại nằm ngang vậy, không thấy giá rồi gì, không thấy giá rồi gì cả, nên là không biết thông tin. Đây là một em súp Yamaha NSP210 50W, 30W đến 50W, giá 5.000, sẽ vào 5.500. 5.500 thì tầm hơn triệu, triệu 2 gì đó. Đấy, đây là mấy con súp cỏ này. Còn trước đây bên này có con súp S800, nhưng mà có một anh bên này thì anh lấy rồi. Ở đây thì mấy con 5.1. Đây có một súp nữa này. Đây một súp 60W của Victor SVGP-55. Con này nào. Nên nó mới dài ra tận phía sau nên không quay được vậy. 60W. Giá thuế vào là 13.200, tầm 2.8 nhớ. Đấy, đây là mấy con súp trước mặt. Còn trên này thì có một em súp Sony HTC CT260. Con này là một súp 2.1 của thằng VATV. Nên là thôi không quay nữa, để xem có con nào hay hay em quay cho vị cùng xem. Trên này có một em Panasonic loa này, loa Bluetooth, giá 4.400, đắt nhỉ, là 44.000. 4.000 thì hạn tầm 10 triệu nơi rồi. Con này thì cũng bát 10 nhá, 15. Thành ra trong này là 10. Em ấy Bluetooth thử. Không có con này là bảo không có anten. Còn đây là một bộ loa gì đây? M Audio. Nhìn cái màng loa gân loa nhìn rất là cao cấp. Giá nó cũng rất là cao. Giá nó là rơi vào tầm 3.000, 30.800. Cả thuế đây quý vị nhá. Nó rơi tầm 6.5 triệu. Công suất xuất lực là 160W, tần số 40 đến 22 kHz. Đấy. Hai loa này nhìn bên ngoài còn hồi gỗ còn rất là đẹp, màu khá là sang chảnh. Rồi bên này đây là bằng nhựa nhé, còn cái mặt trước đây là bằng hồi gỗ thôi, còn mặt lưng là bằng nhựa hết. Để em quay phía sau rồi xem nó quay được không, em sẽ xem là nó sản xuất ở đâu. Nên là một cái audio này thì giờ em cũng mới gặp ở quán, vì trước giờ hầu như không thấy. Con này Made in China thôi, audio M3-6. Power rating 150W này. À dạ. Em dùng thấy con này, cái màng loa khá là ok, màng khá ngon. Có hai cái hộp của hai cái loa trên luôn. Sang trọng đấy. Rất sang chảnh nhỉ. À, bên này còn gì nữa để quay cái vị nốt. Ở đây còn cặp loa bầu 55. 55 WRS 35.000.
38.500 cả thuế, 8 ôm 60W. Là này là cây đứng đấy, cao vậy, cao như mét rưỡi nơi. Bên này thì là một em bâu AM033 16.500. Con này thì xuất lực nhập lực 50W, tối đa 150W. Super Woofer. Con này là như kiểu là một con xe xúc. Đây, sự kiện đi kèm nó đây vậy. Xúc của bầu Acoustic Canon xúc pháo. Hoặc là xúc pháo, lo gọi pháo. Dạ, xúc đẹp nha. Đấy, đây là mấy con hôm nay em đi mua lo xúc thực hiện mấy con em quay cho quý anh chị của chú cùng xem. Em xin chấm dứt video tại đây. Hẹn gặp lại trong các video lần sau ạ.